Hello, Thưa quan, chào bác Cầm. Thì ra rồi chào bà cả chào nhà. bây giờ nó mới phát sinh ra cái chuyện mà nó cắt cái bô xe mày, đồ má nó chung với gầm xe nó cắt cái bô xe, đồ má đồ thầy chạy Man. dã man. Còn cái Vậy chuyện mà là đi nhân quyền là được cấp bản số cho cái bô xe. đồ má mà À, nó đâu là có nước ở nào đấy là có, đâu 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 có nước nào có động thái đó đâu. Nhưng mà nước Mỹ mới có cái chiêu đó thôi, cấp bản số cho bộ xe luôn, ghê chưa? thiệt tình má tới đâu bây giờ có cái nạn ăn cắp xăng nữa, rồi ăn cắp cái bô xe, cái bao, cái hầu bao của cái gì, cái trong cái bô xe hơi á, nó có một cái đoạn đó đi lọc rồi khác, cái bao đó có đoạn rất là mắc tiền, nó về nó cắt từ đó thôi, rồi má đó vậy đó. Đậu xe À, đàng cái lọc hoàng ha, cái bộ lọc và bộ lọc trong cái ống bô đúng không bố, ống lọc trong đúng bô, không? nó có cái phình giống như con heo vậy á, nó tự đi À. ngang cái phình là chỗ đó nó mắc tới 2.000 cái rồi. Còn Ghê. nó gỡ gỡ bánh xe thì chuyện tao thấy hoài, tao thường bài đậu ban ngày và đậu mấy cái chỗ mà hút chích ra, đậu sáng ra, đậu lấy gạch ra, đậu kê lên, đậu bốn cái xe mua tiêu đủ quá. Tao không lấy cái xe, lấy cái bốn cái xe thôi, đủ tao thua luôn. Cho mình bác Cầm với thợ quan cho mình một giây cái nha. Ok. thì bố thì bố đi lên bố đi Đâu nói chuyện quá, vui bố vui. sao không? Bố bố ác nè, bố nhắc bố xe ô xe ông quyền ra hết hồn nhảy xuống coi cái bô xe không còn đó. Không chứ. Không, mất cái đó rồi. Mất cái đó là đụ, mất cái xe nó nóng lên đụ mà ghê lắm, đụ nó kêu bự lắm, nó lớn nó cắt Thì đó thì bây giờ mình ra xuống coi kiểm tra coi còn không chứ rồi. lỡ lo nói chuyện dưới mất mẹ. Nước Mỹ không bao giờ tiền bạc rất là sòng phẳng, có nghĩa là mà đồ bá thì rồi nó mới đăng một cái tin là bây giờ nó có áp dụng là mỗi cái là nó bỏ thẻ giả vào trong cái cây xăng á, nó làm hay lắm, nó chỉ cho người ta làm là nó đổ phi luôn, mà thất kỳ rồi là cả tỷ tiền á, đồ Đó lên rồi kìa, được ra lên rồi kiểm tra kìa. Sao cái xuống kiểm tra xuống cái kiểm bô tra xe. bô xe còn nguyên đúng không? Mới mở cửa chạy ra coi còn bô xe không, nãy giờ vô kia. Nãy giờ vô trong kia Ai đồ xong giờ chạy ra nghiến cái coi bô xe còn không. vậy? Tôi quá tốn 2.000 hơn á, bô xe này hơi bị mắc à, chiếc xe này Hiểu. bự cho nên bô mắc Khổ vậy. à. Nè chỉ bác Cầm với anh thư quan coi nha, mình nói chuyện là phải có sách có chứng đàng hoàng chứ không thôi Dở tao tụi tù giang. tao vậy, tao khoái vậy à. Em thôi giang hồ nó nói mình ba làng đồ này kia ghê lắm, nó nói mình xạo để gì thấy rõ không ta. Được rồi, về đi, Đây đừng này đừng đừng nhắc. là Mày đọc đi. cái này là của CNN, rồi nói chung là tin tức đồ này kia của National Geography, là mấy cái đài nói chung là mấy cái chính thống không đó nha. NBC News, nè, nó để nè, 90% cái tiền giấy ở Mỹ mình á, nè NBC News nha, 90% cái tiền giấy ở Mỹ á là nó đều có cái chất cocaine ở trên cái tờ tiền đó hết, ghê chưa? Ừ, Tiền 90 đô à? tiền đô á, cái tờ tiền đô À, á tiền đô. đó, nó nói là tụi nhà khoa học nè, scientist nè, tụi nhà khoa học á, nó lấy tiền trong 234 cái nhà bang của trong nước Mỹ để nó lấy ra, nó thử, nó thí nghiệm, nó thử, nó coi, thì nó phát hiện ra tất cả những tờ tiền đều có dính líu vô, có dính chất cocaine hết. Cocaine là Cocaine cocaine á, á, ma túy đó, nhưng ma mà túy á, chất ma cái túy này mà ra lại. nói có nghĩa là cái đồng tiền của nước Mỹ đang hiện hành bây giờ là dính líu tới ma túy, chứ nó không phải là tờ tiền mà đụng ma túy test để đâu, không phải vậy. Mà nó bác, cái này là như thế này luôn, nó đúng tới hai cái vấn đề bác Cầm mới nói luôn. Cái này con coi á,
là cái tờ tiền của Mỹ á, nó chạy vòng vòng vòng, nó đều dính cái chất ma túy ở trên cái tờ tiền. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mà cái tiền nó cũng dính líu vô với xã hội đen mua bán ma túy luôn. Đúng đúng, đó là chính đó, đó là Cái chính đó đó, là cái đó là mạnh. Còn cái đó là tiền mạnh mà đó. nó còn cái tờ tiền á, mà nó có cái chất cocaine, heroin, cocaine á ở trên cái tờ tiền á, đó là nó Ghê tổng cộng ghê lại ghê ghê là 90%. Thấy ghê chưa? Ủa, 90% á là ghê, tiền mình đang cầm trong túi là đều có chất cocaine, có chất thuốc phiện hết á. chết mẹ mày, Ồ, mày quá có thật. cái nó có hửi được có biết mày, Hửi à? Tiền nó chạy. hửi biết không, Đó. hửi biết không, Tiền thì tiền 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 mới còn quả mai còn tiền mà đã ta chạy vòng vòng rồi hửi đâu ra nữa bác. Ê mà cục kia nó có bụi, nó không có bụi, tao quên. Thiệt. Rồi sao đứng rồi? Nghe 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 chưa, Ra nghe không? nghe nghe nói đi. Nghe Rồi 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 tiếng lâu lâu cái nó chập chờn bực bội quá rồi thì tao nói mày rồi, tất cả bên 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 Afghanistan nè, Mexico nè, tất cả những cái đường dây ma túy tuồn vào Mỹ để mà lấy ngoại tệ của đô la đó, thì hầu như nước Mỹ là một nước tiêu thụ ma túy nhiều nhất trên thế giới. À, thậm chí ngày xưa bên Mexico nó làm một cái đường hầm mà nó vận chuyển bằng đường ray, có nghĩa là nó đẩy, mày nghe cái hiểu chưa, dài 10 cả chục cây số để mình ra ma túy nó đưa vào Mỹ bằng cách đó, mà sao lại đường phát giác, tức như là thị trường ma túy ở nước Mỹ này nó tiêu thụ rất là lớn lớn đúng rồi. nhất thế giới luôn, bởi vậy nó mới sinh ra cái đám mà Jimmy Jimmy đó, Jimmy gì đó, Jimmy á, Jimmy á, đầy đường đầy xá đó, mà thấy không, chỗ nào cũng có hết trơn trời. Nước Mỹ rất là trong sạch, nước Mỹ không có cái gì gọi là ma túy, không có cái bằng là địa điểm, không có rất ư là cái gì nhân văn tự do dân chủ lịch sự đồ là kia đồ, mà hàng ngày nó đếm Tức là sát mình đường có phố thể hiểu không. nôm na robot, tức là bố có thể mình có hiểu nôm na là 90% cái lượng tiền á là đều đều thông tay qua Đều thông dính qua tay cái bọn ma buôn bán túy, ma túy đúng không, nó dính ma dáng túy ma luôn, túy trước khi nó làm hoặc trung gian cái chuyện đi nữa đúng không, đúng rồi, mình hiểu nôm na như nó vậy phải đúng không? cùng nêm na là nó phải có dướng vào ma túy, có nghĩa là vậy. Và những ông trùm ma túy núp bóng, và những ông trùm ma túy đó thì thường thường là nó núp bóng về cho vấn đề những người tài tư bản, thẳng là vậy. Đúng rồi, tài À, phiệt, nó rõ ràng tài phiệt á, à, siêu lợi thường như nhuận ma túy mà, cái đó siêu lợi nhuận là mà, siêu lợi nhuận, không có cái chỗ nào mà lợi nhuận, mà bởi đúng vì rồi, dễ gì nó nó là buông. siêu lợi giờ không giờ buồn được đó, chính vì từ đó anh ra đã vậy. Còn cái chuyện mà tờ giấy mà có nhiễm chất cocaine trên tờ giấy tờ tiền thì cái này tao mới nghe, chứ còn cái chuyện mà dính líu về vấn đề buôn bán ma túy thì cái chuyện nó xưa rồi, thì nó có rồi đó, kỳ ha. Khi như vậy suy ra khi in tờ giấy thì cái bột giấy để mà cái bột giấy mà ấy thì tại sao nó có chất ma túy để làm cái gì đó, ta ta không hiểu. Không, con nghĩ thế này nè bố, con nghĩ thế này nè, tức là giống như nãy mình nói câu chuyện mà thông nó 90% cái lượng tiền đó, tức là khi nó xoay vòng xoay chuyển trong xã hội á thì đều thông qua cái lực lượng gọi là mua bán ma túy, Đúng và mua ma túy thì dĩ nhiên phải có con nghiện rồi có nơi bào chế thì kia rồi vân vân, thì con nghĩ là vô hình chung là những cái vấn đề như vậy nó sẽ tiếp xúc lên, nó dính lên, nó bám vào tiền, con thì con nghĩ như vậy đó. thời Quang nói đúng á, cái đó là giống như là ý nó nói á, nó đi nó thử á, là nó tìm ra được cái chất ma túy đều nằm trên cái tờ tiền giấy, là tại Đúng sao, là rồi. tại vì á cái số dân nó chơi ma túy quá nhiều. Quá Thấy nhiều. chưa? bây giờ Nó là bây nhất giờ thế giới. bây giờ bác cầm vô cái nhà băng, bác cầm cầm một cái tờ giấy 100 đô ra, mỗi tuần cái tờ giấy đó chỉ cần chạy một ngày thôi, nằm ở ngoài xã hội quá một vòng cái về là trên cái tờ giấy tờ 100 đô là Có có dính ma à, có túy rồi dính. Đúng rồi. Mình đó, nghĩ là vậy. ý tụi nó tham khảo, tụi nó làm là Ừ, như hiểu vậy. rồi, hiểu. Có nghĩa là
cái lượng ma túy tiêu thụ của nước Mỹ lại lớn quá, thị trường rất lớn, dùng thị trường ma túy rất lớn, dùng tiền để trao đổi, dùng tiền để trao đổi, thì những con nghiện cầm tờ tiền chính là nó bị dính ma túy là chỗ đó. Rồi chưa kể nó lấy tờ tiền nó quấn lại thành cái ống, nó hít cái sọt cái nữa. Đồ đủ thứ, đúng rồi, tao thấy nó hoài mà. Tao mấy cái ba mấy cái phim nó đưa thấy không? Dạ. Nó bỏ, nó lấy cái lưỡi lam nó chia ra, nó lấy tờ tiền nó quấn vô, nó nhét vô luôn, nó hít á. Anh bạn, anh Thơ Quang với bác Cầm biết sao không? Nếu mà nói về ma túy ở Mỹ á, mình cứ nhìn cái tụi Mỹ đen. Ví dụ như nói đúng ra cái này nó hơi một tí xíu như thế này thì cái con mắt của dân chúng nó không nói ra thôi, chứ còn thật sự là nó kỳ thị ghê lắm. Nhìn vô Mỹ đen, nhìn vô Mỹ đen mình cứ nói là Mỹ đen chích hút này kia thì đúng, nó cũng là chích hút, nó cũng là buôn bán thuốc phiện này kia kia đó. Nhưng nếu mà điều tra tới sụt tới ổ luôn, những cái thằng trùm á, trùm á là da đen không à, trùm là da đen không, mấy cái dealer, mấy cái thằng mà sếp á, đen đại lý, đại lý nói á, đại lý á là Mỹ trắng không, Mỹ trắng không, không những là Mỹ trắng mà là luật sư, bác sĩ, đủ các thành phần luôn, đủ các thành phần luôn, đủ phải luôn đó, là tụi đó mới là cái tụi trùm, còn cái tụi Mỹ đen, cái tụi lóc cóc lên ken ngoài là chỉ là lóc cóc lên ken. Giống như kiểu như là thuộc dạng sai bạc, bán hàng lẻ, bán lẻ thôi. Bán lẻ. Đó. Không nghĩ địa gì đâu. Giống như nghe bên diễn đàn mấy bên kia, nó nói nhiều cái mà, mình nói thiệt. Cái đám mà xuyên tạc á, có nhiều tay ở Cali hay là ở những cái chỗ mà khu Việt Nam đông rồi. Đúng rồi. Nó chỉ ở trong cái ổ thôi mà. Nó chỉ nhìn xung quanh á. Trời ơi, nó nói mình nghe là thấy ghét, nó sẽ quải luôn. Cảnh sát không bao giờ bắt nạt dân, đủ dân có cái gì giúp đỡ, không bao giờ có cái chuyện này kia, không bao giờ ăn hối lộ, không bao giờ ai đù. Tao nghe tao thất cười quá, đù buồn. Cho nên bố Cẩm Việt Trai nè, những câu chuyện như vậy á, thì bố Cẩm Việt Trai nhìn lại coi đúng không nha. Thì rõ ràng tụi nó hay dùng cái từ mà ít ngồi để giếng, thì thực ra là chính tụi nó nói tụi nó đúng không? Trời, bởi vì tụi nó không đi ra khỏi không gian của tụi nó. Đúng chưa? Nó làm gì bước ra được khỏi không gian cái phạm vi để nó va chạm mà nó biết được cái nước Mỹ nó như thế nào. Mấy ông cứ ngồi hóc bà tó hoặc là ra một cái quán cà phê quán nào ở bên tự sướng với nhau thôi. Đúng rồi. Tự sướng nói tầm bậy tầm bạ, nhưng mà thực tế mấy ông không có vô những cái chỗ đó, mấy ông không có thấy những cái chỗ đó, mấy ông chỉ nói qua miệng người khác nói thôi. Đúng rồi, không phải rồi, cái đó cũng là một phần là nó biết, nhưng mà nó không nói là mọi cái nó muốn đè bẹp những tiếng nói người trong nước, người ta phản biện, hiểu không? Nhiều khi nó cũng biết vậy. Tao nói cho mày nghe, cũng cách đây mấy ngày tao thấy trên YouTube là trên Facebook là nó hiện ra một cái clip mà lâu rồi tao có, tao bỏ tao quên mẹ rồi. Tức là có một anh chàng thợ nail, hai người chủ tiệm nail, có một thằng lụng dắt súng ra mà áo trắng, sơ mi trắng mà nhớ không? Rồi xong cái thằng kia chết rồi lụng, mà nó có súng nó gọi bu rít rồi, nó bu rít thôi. Đồ mà nó sải tay nằm dưới đất, đồ má ôm dưới đất mà ngồi với đồ má, mày nghĩ ra ngon lắm đồ, mà thấy không đồ. Nói chung là chỉ rồi một thằng thì có xem cái clip đó. Rồi còn một thằng ở bên Cali cũng vậy, cũng ở số bên xa đi nào, đủ má thấy người ta đi xe cũng có cái từ hiềm thù cá nhân, mà hiềm thù vô lối, có nghĩa là thấy người ta đi xe đẹp cái ghét, lấy cái chìa khóa đó gạt cái đường của ta, cái chiếc Mercedes ta mới mua, đủ má người ta cũng kêu cảnh sát tới, thằng đó cũng là người Việt Nam mà cảnh sát cũng người Việt Nam, sao đủ má lặng đưa tay hay sao cho người ta còng, các bạn có biết cái xe này mà chỉ có clip đó. Đủ má vậy mà nó nói như là ở trong mấy khu Mỹ đen, mấy trong khu Việt Nam đó đủ thành phần hết, cùng đủ thành phần điên, đủ gì đâu gì đâu rõ, nó không có bao giờ đủ má người Việt mình làm điếm chuẩn về Việt Nam, mình xuất khẩu điếm khắp năm châu. Đủ chờ hôm trước tao đưa cho mày, đủ mà thấy gái điếm mà đủ mà ở Việt Nam mới phá một cái ổ gái điếm ở trong cái tiệm nail không, cái gì đó nhiều lắm đó, cả đống đủ má. Tao đùa này nó nói ngược quen rồi, cho nên ra nhiều khi mình cũng không buồn. Không phải là người Việt Nam ở đâu, mấy bác nhiều, mà nói về mấy cái ổ cái điếm á, là tụi những cái chỗ của tụi Hàn Quốc nữa nè.
những cái chỗ của chỗ nào cũng có Mã Lai đủ các kiểu hết rồi, mễ miết gì trời ơi, ổ gái điếm đầy vô mấy đầy. Cái khu mà đào thao là ngay trong trung tâm chỗ trung thành phố đó, đó. Nhiều lắm. Mà cái vụ mà thuốc phiện cocaine là con nói cho nghe, hồi xưa con đi học con thấy luôn, rồi con đi chơi, con vô, con quen bạn, con vô những cái khu mà tệ nạn con chơi bác biết á anh. Mình phải nói là cái người Việt Nam á, mình Việt Nam nói thiệt chứ chỗ nào cũng vô chơi được hết. Khu Mỹ Trắng con cũng vô, mà khu Mỹ Đen con cũng vô. Nó kêu là ghetto á, là mấy cái khu mà xã hội đen đồ, mấy cái khu mà tệ nạn xã hội mình cũng vô chơi. Nó đưa cho mấy đứa con nít đem thuốc phiện đó học bán luôn. Đó, đúng rồi, có nhiều đúng cái rồi. Khu trường học á, có nhiều cái khu trường học mà dạng thì anh Thơ Quang biết rồi, ở đâu cũng vậy, nó cũng có những cái khu dân cao cấp, dân nhà giàu, dân trung lưu, thượng lưu, rồi dân hạ lưu, nó có kiểu hết á. Mà bây giờ mấy ông kia nhìn vô, mấy ông cứ nhìn vô cái đẹp không à, mấy ông cứ nhìn vô mấy cái sang, mấy cái đẹp không à, đó, mấy ông không có chịu nhìn vô những cái tệ nạn của đất nước bên đây. Mấy ông không có nhìn vô những cái khu xã hội, mấy cái khu đen đúa rồi, hay là khu đen đúa gì, mình cứ lôi đen ra mình nói là, nhưng mà trắng nè, đen nè, mễ đủ các thành phần, nhưng mà những cái thành phần nghèo, những cái khu nghèo, nó đem thuốc phiện vô trong trường học nó bán luôn. Bán luôn, bởi vì lý do tại sao mà. Trường học á, tới nỗi mà nó phải đem bao cao su vô, nó để trong trường học luôn, nó khuyến khích tụi bay làm ơn, tụi bay có quất nhau thì vô cái văn phòng này lấy cái bao cao su đeo vô giùm tao cái. Má làm gì vậy? Thiệt má. Mình có hết. Đó, mình thương mà. Mình có hết mấy cái tài liệu đó ở trong phone mình giữ hết chứ bộ. Nhưng mà khổ cái việc ra với bố cầm biết sao không? Cái vấn đề đó thì mình nói là cái văn hóa Tây, văn hóa Mỹ đúng không? Nhưng mà ngược lại thì cái bọn kia thí dụ nó lại nói ôi mình mà nói thì nó bảo ôi cái này sức tự do ta nói vậy ngộ lắm. Khổ. Con cái người ta đi học vô trường đó mà nó quậy quá, thầy giáo cô giáo cũng đâu có làm gì được. Mà làm cái này hở cái nó thưa kiện rồi mất công an việc làm ta sao. Thì thầy cô giáo bây giờ cái khu học chính đó bây giờ nó hội họp lại, nó thôi bây giờ tụi nó giờ quá nó cứ quất nhau từ lơ tét lét hết, mới có mười mấy tuổi rồi nó đẻ như là ăn cướp. Thôi bây giờ ông khuyên tụi nó uống thuốc ngừa thai nha, cái gì cũng được thôi. Nó đem bao cao su nó để trong trường học luôn, nó khuyến khích tụi bay làm ơn vô đây lấy cái bao cao su giùm tao cái đó. Rồi ba cái đám nhỏ nhỏ đi học bán thuốc phiện trong trường học, hoặc là đi ra ngoài sân cứ chọt chọt chỉ chỉ vậy đó. Đây cái đó là con thấy luôn á. Đúng rồi, nói như vậy để hiểu rằng cái đạo đức xã hội của nước Mỹ này nó xuống cấp độ quá hàng tỷ lần. Mệt quá. Mà trong khi đó nó nhìn vô á, nó nhìn mấy cái đẹp quá rồi cái nó chê Việt Nam. Bây giờ á, Việt Nam giờ muốn đẹp không? Mình nhìn vô mấy cái khu đẹp mình nói cho mà nghe. Mà nếu mà nhìn vô mấy cái khu tệ nạn của Việt Nam á, không bằng một góc, không bằng một tí. Không bằng một ngàn lần. Ê, nó con nít đi học thử hỏi anh Đôi Quang với bác Cầm nè. Thằng nhỏ đi học, mắc cười lắm, mới có 5 tuổi à, 5 tuổi thì đã lên tới lớp 1 đâu đúng không? Đúng rồi. Nó đi vô trường học. Sao tuổi mới vô lớp 1? Sao tuổi vô? Mà nó mới có 5 tuổi à, nó vô trường học cô giáo đang dạy vậy á. Thấy anh rù rì. Cái gì ở dưới á mà 2-3 thằng nhóc ngồi nó không có chịu nghe cô giáo dạy, mà nó cứ bu vô cái thằng này, nó cứ dồn qua dồn lại mà không thằng nào dám nói vậy. Hồi cô giáo xuống, lôi anh ra. Hồi nãy giờ mày ngồi dưới đây mày làm cái gì mà mày không để ý cô giáo. Quá nó móc cây súng là nó móc cây súng rulo mà cái loại B38, cái loại nhỏ xíu cái thế nó móc cây súng ra nó để cái cạp lên trường à, lên cái bàn tao nói cô giáo đái quần luôn. Đại chết mẹ luôn đủ. Nó móc cây súng ra để trên bàn một cái cạp cái cô giáo. Ok. Cô giáo quảng quá bung cửa chạy lên văn phòng rồi kêu hiệu trưởng rồi xuống không dám vô trường học nữa. Đó vậy đó. Gió mà. Ok thôi bố xuống bố đi công chuyện chút nha. Dạ ok. Ok bắt cầm chờ quá. Chứ tự do mà ta muốn gì ta muốn. Thì đó qua Mỹ thì cái gì nó miễn phí á, bao cao su cũng miễn phí mà lo gì. Mấy đó bèo lắm. Rồi
anh bạn thơ quan biết không, anh biết không, đi vô trong trường học á, chưa kể là mấy đứa nhỏ nhỏ nó đem nó hẹn hò nhau sau giờ học đi ra ngoài nó đập nhau nữa. Trời vui lắm. Đó, rồi nói chung là nói về tệ nạn xã hội thì mình dám cá không không nơi nào trên thế giới mà bằng ở Mỹ. Nhiều như Mỹ. Mấy nước kia mà có chơi là chỉ có copy học theo thôi. Chứ còn từ thằng Mỹ nó bài ra hết. Mỹ vĩ đại mà. Mỹ vĩ đại cái danh sưng đó đâu bao giờ đâu ai mà chiếm được với nước Mỹ. Nước Mỹ lúc nào cũng là vĩ đại. Nó vĩ đại hết tất cả. Cái gì vĩ đại. 11 người mấy ấy. Thôi nghỉ đi. Đi hai đi làm. Ok mình ra. Đi làm lấy lại chưa? Rồi, làm rồi. Rồi, ok. Ơi, Việt Rai, cảm ơn Tài Quang cho lên chơi. Rồi, Việt Rai. Ok, nhà, Việt Rai. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ok. Cảm ơn Việt Rai rất là nhiều nha. Hôm nay rất là vui. Okay.